bạn đến sân bóng Sportlet theo dõi trận đấu trong hội bóng đá nhân dân online Serie A 2015 trận đấu thứ 8 giữa đội bóng Việt Quốc châu Á và Kenta. Đội Việt Quốc châu Á đang xem trong trang phục áo xanh quần xanh tất trắng, đội Kenta đang xem trong trang phục áo trắng quần trắng tất trắng. Thủ trọng tài điều khiển trận đấu là trọng tài thứ nhất Trương Văn Toàn, trọng tài thứ hai Lê Văn Ly. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
Good.
Thank you.
nói với người qua phụ này đi.